Nếu bạn mua một TV OLED, gần như bạn đã có những gì là tốt nhất của cả ngành công nghiệp hiển thị. Và nếu lựa chọn OLED Sony, bạn còn được thêm những tinh hoa công nghệ mà bạn sẽ không thể tìm được ở đâu khác. OLED sinh ra là đã có sẵn độ tương phản vô cực và màu đen tuyệt đối nhờ mỗi pixel đều là những điểm phát sáng siêu nhỏ có khả năng tách mở độc lập. Từ phần cứng vượt trội là tấm nền OLED, A80G trình diễn chất lượng hình ảnh xuất sắc nhờ trang bị vi xử lý trí tuệ nhận thức đầu tiên trên thế giới Cognitive Processor XR. Với khả năng xử lý giống như bộ não con người, nâng chuẩn từng khung hình và làm các tiêu điểm trở nên chân thực hơn. Để thực sự thấu hiểu cách bạn nhìn ngắm thế giới, thổi hồn cho mọi hình ảnh trở nên sống động như thật trên không gian màu mở rộng XR Triluminous Pro. Chỉ có trên TV OLED Sony, công nghệ điều chỉnh độ tương phản trên toàn màn hình XR OLED Contrast giúp TV hiển thị độ sáng, độ tương phản, chiều sâu như ngoài đời thật. A80G được trang bị hai bộ truyền động âm thanh trung cao gắn chặt với màn hình, biến toàn bộ màn hình thành một màn loa siêu lớn, kết hợp với loa siêu trầm, tạo nên trải nghiệm âm thanh phát ra từ màn hình thật hoành tráng và chính xác theo từng cảnh phim. Bên cạnh đó, mọi nguồn âm thanh đầu vào đều được nâng cấp lên chuẩn âm thanh vòm 5.1.2 nhờ công nghệ 3D Surround Sound. Màn hình OLED với hơn 8 triệu điểm ảnh tự phát sáng, cho độ tương phản vô cực, màu đen sâu thẳm và góc nhìn gần như 180 độ. Bộ vi xử lý trí tuệ nhận thức đầu tiên trên thế giới XR Cognitive Processor, âm thanh phát ra từ màn hình Acoustic Surface Audio Plus 2.1 kênh 30W, micro tích hợp trên TV A80G, xứng đáng là sự lựa chọn cao cấp cho không gian giải trí đòi hỏi cao về sự hoàn hảo.